Bây giờ thì sàn web sẽ hướng dẫn khách hàng để mà có thể đăng cái bài viết đa ngôn ngữ trên cái website WordPress mà của sàn web. Thì khi mà khách hàng mà đăng nhập vào website xong á, thì mình sẽ nên chọn cái mục như thế này, đó là mục mình chọn là show all language. Chứ nếu không á, khi mà mình ví dụ như một cái như thế này, đó là cái trang đi, mình vào trang thì nếu mà mình chọn show all nó mới hiện ra tất cả các bài viết thuộc tất cả ngôn ngữ. Còn nếu mà mình chọn mỗi tiếng Việt thì nó sẽ chỉ hiện cho mỗi cái bài viết tiếng Việt thôi, thì mình sẽ không có quản trị được những cái bài viết khác. Thì mình sẽ thấy là ủa sao những cái bài viết nó đâu mất tiêu, thì mình sẽ đầu tiên đó là mình chọn là show all language trước. Sau khi mà chọn show all xong á, thì bây giờ thì sàn web sẽ hướng dẫn cho khách hàng có thể là đăng cái bài viết. Đầu tiên á, để mà đăng bài viết thì mình sẽ chọn vào cái mục bài viết, mình sẽ chọn đó là mục viết bài mới. Thì đây là bài viết nó sẽ hiện ra vào cái mục tin tức của website. Mình sẽ lấy một cái bài viết bất kỳ nào đó, thì mình sẽ đăng ngôn ngữ mặc định của nó là tiếng Việt. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái bài viết nào đó. Đầu tiên là mình lấy tiêu đề, sau đó thì mình chọn thì chọn hiển thị. Đây mình tích vào cái mục đó là mục tóm tắt, để mà nó có hiện ra cái nội dung ở dưới đây. Đây là mục tóm tắt thì mình sẽ bát cái phần tóm tắt vô. Rồi, cái mục dưới đây mình sẽ copy hết. Cái mục ở đây á, mình sẽ chọn phần trực quan để mà mình paste nó vô. Sau khi mà đăng cái hình này vô, mình chọn cho nó nằm giữa. Tốt nhất là xóa định dạng, sau đó thì chọn nằm giữa để cho nó đảm bảo hình nó đẹp. Sau khi mà chọn xong rồi á, mục tiếng Việt này mình sẽ chọn chuyên mục cho nó. Ví dụ như mình chọn là mục tin tức Vinmark. Sau khi mà chọn xong rồi á, mình sẽ tiếp tục là chọn cho nó một cái hình đại diện. Hình đại diện thì mình sẽ lấy một cái hình nào đó mà mình muốn, thì mình chọn vào cái mục nào đó như thế này. Mình chọn một cái hình đó, sau đó là đặt hình đại diện. Sau khi mà xong rồi á, thì mình sẽ bấm đăng. Rồi, vậy là coi như là mình đã đăng thành công cái bài viết đó ở cái mục. Mình sẽ ra xem thì ở cái mục tin tức Vinmark này á, thì mình sẽ thấy cái bài viết nó ở đây. Nhưng mà cái ngôn ngữ khác thì chưa có, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vào đó là mục tiếng Anh. Thì mình có dấu cộng ở đây á, bài viết nào mà có dấu cộng á, thì nó sẽ là chưa có cái bài viết. Sau khi mà bấm cái nút đó xong á, thì mình thấy cái ngôn ngữ này nó thuộc về cái ngôn ngữ đó là tiếng Anh rồi, thì mình sẽ dịch bắt đầu dịch cái nội dung ở đây. Và dịch cái nội dung ở dưới đây. Thì một tóm tắt thì mình sẽ có đó là bài viết này là bài viết tiếng Anh. Thì đây là một cái phần khi là mình đã viết tiếng Anh rồi. Còn cái tiếng Hoa nó cũng sẽ như vậy, mình sẽ bấm vào một cái nút này để mình nó tạo một cái bài viết tiếng Hoa. Thì bây giờ mình ra cái mục tin tức này đó, mình đã có cái tiếng Việt rồi, mình xem cái bài viết tiếng Anh thì tự động nó sẽ hiển thị cái bài viết đây là một bài viết tiếng Anh. Bài viết tiếng Anh nó có ở đây. Đây, bài viết tiếng Anh nó có mục này. Thì hoặc là mình bấm vào cái xem cái này thì nó đang ở bài viết tiếng Anh nha, mình coi lại là bài viết tiếng Việt cũng được luôn. Rồi, thì đây là một cái mục đó là gọi là mục để mà mình đăng cái sản phẩm, đăng cái tin tức vào các đa ngôn ngữ. Còn đầu tiên tuần tiếp theo á, để mục mà đăng sản phẩm thì mình sẽ vào cái sản phẩm. Cái danh mục á thì sàn web đã đăng sẵn cho khách hàng, thì bây giờ khách hàng không có cần phải tạo thêm này kia nữa, mà mình sẽ bắt đầu là đăng bài mới. Ví dụ như là tất cả các sản phẩm mình xem thì cái sản phẩm nào á, ví dụ như sản phẩm này nó đang ở ngôn ngữ tiếng Việt, mình bấm chỉnh sửa. Sau khi chỉnh sửa xong á, mình đưa cái nội dung vào, thì và cái giá cũng như là cái nội dung, đây là nội dung chi tiết. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu chọn nó một cái mục nào đó. Rồi mình sẽ bắt đầu chọn vào cái ảnh sản phẩm.
mình sẽ làm mẫu một cái ảnh sản phẩm nào đó, ví dụ như đây là cái ảnh sản phẩm là heo khô cháy tỏi, mình bấm cập nhật. Thì đây là cái mình có thể cập nhật được một cái bài viết đã có sẵn rồi, để mà mình muốn đăng một cái bài viết mới, tức là bài viết này nó chỉ đang là có tiếng Việt thôi, còn mình muốn mà bài viết này nó có tiếng Anh thì mình sẽ bấm tiếp vào mục này là dấu cộng. Rồi, đây là một cái bài viết này. Đã thấy đây nó là hiển thị tiếng Anh thì nó sẽ là ngôn ngữ tiếng Anh. Rồi, mình một là dịch, hai là mình có thể là tự động dịch thì nó sẽ ra. Ok. Rồi, cái sản phẩm này nó tự động nó có cái hình ảnh luôn. Nên mình sẽ không cần phải sửa hình ảnh, mình chỉ cần mình sửa nội dung thôi, sau đó mình bấm đăng. Thì sản phẩm nó đã có. Rồi, khi đăng sản phẩm mới, à cái này nó có một cái thông minh nữa, đó là khi mà mình chọn danh mục tiếng Việt, nó là danh mục gì, thì danh mục tiếng Anh tự động nó sẽ chọn tương ứng cái danh mục đó luôn, mình sẽ không cần phải chọn thêm, mình không cần chọn lại cũng được. Tức là nó sẽ tự hiểu luôn luôn nó ở sản phẩm đó là Candy Snack, và nó sẽ tự động hiểu, mình chỉ cần bấm đăng, nó như vậy là xong. Thì có gì thì chọn có thể là liên hệ mình để hỏi lại.